ta sẽ ở trên thiên đàng, ta sẽ khắc tên ta lên những vì sao của Chúa, ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh Chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất, ta sẽ lên cao hơn các đám mây, ta sẽ như đấng tối cao. Đi ngược lại với đức tin của Chúa, tổng lãnh thiên thần Lucifer, kẻ đứng đầu các thiên thần đã phát động một cuộc nổi loạn chống lại Chúa Trời trên thiên đàng, buộc các thiên thần đã phải chọn lựa giữa một trong hai, Chúa Cha hoặc cúi đầu trước Lucifer. Ban đầu là từ Azazel và Beelzebub, những kẻ sau này được biết đến với cái tên Tam Vương Địa Ngục hoặc Thất Hoàng Tử, cho đến nhiều thiên thần khác cũng đi theo sự điên rồ của Lucifer. Cùng hắn tạo nên đội quân 133 triệu thiên thần nổi loạn trở thành đọa sứ. Đó là bước khởi đầu gây nên cuộc chiến thiên thần và ác quỷ lường danh. Chúa biết Michael và các Archangel khác không thể ngăn cản Lucy, nên lệnh cho các thiên thần cận Chúa, các thiên thần nhất đẳng có sức mạnh, cùng xuống giúp đỡ Michael, ghim Lucifer. Các thánh sứ được dẫn dắt bởi Michael, Gabriel, Raphael, Seraphiel, Zegudiel, Brachiel để chống lại nhóm của Lucifer. Những điều xảy ra giữa các thiên thần đã được thuật lại trong chương 12 của sách Khải Huyền, một cuộc chiến lớn giữa các thiên thần trung thành với Thiên Chúa và những thiên thần phản nghịch Ngài, hay ngắn gọn hơn, đó là trận chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Đây là một trong những cuộc chiến lớn nhất mà Chúa Trời từng chứng kiến. Vậy tại sao lại có cuộc chiến này và cuộc chiến đã diễn ra như thế nào? Theo sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã tạo ra hai dạng thụ tạo đặc biệt, đó là thiên thần và con người. Thiên thần mang tính thiêng liêng nhưng lại không có thần xác, còn con người thì chỉ là những thụ tạo bình thường nhưng sở hữu thần xác. Cũng trong bản thể Chúa ba ngôi gồm Cha, Con và Thánh Linh, thì trong công cuộc sáng thể của Ngài, thứ bậc và thứ hạng của thiên thần rất quan trọng, nhưng cần phải chú ý hơn cả khi nghiên cứu để lập biểu đồ xếp bậc thiên thần. Không phải ngẫu nhiên ba nhân vật Michael, Gabriel và Lucifer là ba thiên thần duy nhất được gọi tên cụ thể như vậy. Chúa đối với con người không có giới hạn. Chúa yêu thương con người vô điều kiện. Ngài đặt Adam và Eva vào vườn địa đàng, cai quản các vạn vật ăn ở sung túc. Thiên thần muốn các thiên chúa hậu hạ con người, chăm sóc quả giáo và bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm. Chúa Giêsu dạy rằng Ngài là con độc sinh. Ngài phán, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con người xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Nhưng Lucifer ghét con người. Tổng lãnh thiên thần Lucifer từng là vị thiên thần có được năng lực vô cùng lớn, đứng đầu các thiên thần và chỉ ở dưới Thiên Chúa. Lucifer Morning Star có nghĩa là ngôi sao buổi sớm, là sao mai, là ngôi sao tỏa sáng. Có lẽ vì vậy mà Lucifer thường được khắc họa với dung mạo tuyệt đẹp và tỏa sáng như vầng thái dương. Theo Cơ Đốc giáo thì Lucy là đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Chúa và được Chúa trao cho quyền năng tối thượng nhất. Sức mạnh của Lucifer được nhìn nhận ở mức vượt xa vô hạn, là một trong những thiên thần thượng cấp, Seraphim đầu tiên. Lucifer luôn là thiên thần được Chúa yêu quý nhất. Hắn cũng chỉ ngưỡng mộ Chúa, trung thành với Chúa tuyệt đối. Hắn thề rằng sẽ không quỳ gối trước ai ngoài Chúa, cho đến một ngày Chúa tạo ra Adam và Eva. Lucifer không phục khi Chúa Trời hạ lệnh toàn bộ thiên thần phải cúi đầu trước loài người. Hắn chối bỏ luôn tư tưởng phải phục tùng một ai đó. Hắn cho rằng loài người là những kẻ hạ đẳng và chính loài người cần phải thần phục và sùng bái Lucifer. Sự nổi loạn của Lucy khiến thiên đàng một phen rối loạn. Hắn dẫn theo các thiên thần khác phát động một cuộc bạo loạn, quậy tanh bành thiên đàng. Lúc này các thiên thần trên thiên giới chia làm ba, nhóm thiên thần tuân theo Chúa Trời, nhóm thiên thần về theo Lucifer và nhóm thiên thần bàng quang không phản ứng gì. Đối lập với Lucy và Michael, người thủ lĩnh của tất cả các thiên thần vẫn giữ lòng trung tín với Thiên Chúa. Từ cái tên Archangel Michael, có thể Michael là người thay mặt Thiên Chúa, là thiên sứ trưởng trong ba người. Vì Michael được miêu tả là một trong các thiên sứ trưởng, nên có lẽ Ngài thuộc cấp bậc cao nhất, chỉ dưới Thiên Chúa. Dựa vào bản tính công bình, giận dữ và uy quyền của Ngài, Ngài cũng là một sứ giả đem cơn thịnh nộ giáng xuống những gì nghịch lại Thiên Chúa. Chúa cũng chỉ định cho Michael bảo hộ dân Israel và Ngài được gọi là vị thống soái. Michael là tổng lãnh thiên thần quyền năng nhất, vượt qua cả em trai của mình, Lucifer, và anh ta chỉ bị vượt qua bởi thần, bóng tối và thần chết, và là một trong năm sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ. Lợi thế lớn nhất của Michael chính là có thể cầu khẩn Thiên Chúa, nhưng điều này cũng không khiến Michael được xem như là ngang bằng với Chúa Giêsu. Michael hiểu điều đó. Khi Lucy nổi loạn, Michael đã kết hợp với các thánh thiên thần của mình để chiến đấu chống lại Lucifer và đồng bọn của hắn, những kẻ bị hoa mắt bởi những sự chọn hào và những hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho bọn chúng đã nổi dậy chống lại người.
Mikael cho rằng bọn họ không muốn thần phục và tuân thủ mệnh lệnh của người, bởi vì chúng không suy nghĩ đủ rằng Đấng đã tạo dựng tất cả những gì là vĩ đại nơi bọn chúng thì cao quý hơn bọn họ. Chúng cũng quá mù quáng, dám chống lại Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikael, Đấng được chính Thiên Chúa giao việc soi sáng bọn chúng. Trong cuộc chiến vĩ đại của Thiên thần và ác quỷ, Kinh Thánh mô tả rằng một người phụ nữ Israel chạy trốn khỏi con rồng, tức là Lucifer khi đã trở thành Satan ở hoang mạc. Tại đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nàng một chỗ để được nuôi dưỡng trong 1260 ngày. Và khi đó, khi Israel chạy trốn, chiến tranh nổ ra trong vương quốc thiên đàng, Mikael và các thiên thần của mình giao chiến với con rồng và các ác quỷ sa ngã, hai bên đáp trả vô cùng ác liệt. Mà trận chiến giữa Mikael và Satan sẽ là mấu chốt. Cả Mikael và rồng, tức Satan đều đã biết nhau quá rõ kể từ khi chúng được tạo ra. Trận chiến này về mặt lý thuyết không phải là lần đầu tiên họ chống đối nhau. Mikael luôn được nhìn thấy trong Kinh Thánh như người bảo vệ dân sự của Thiên Chúa chống lại sự hủy diệt của Satan. Trong khi Satan trong niềm kiêu hãnh và ảo tưởng lớn lao rằng mình có thể giống Chúa, sẽ lãnh đạo một cuộc nổi loạn cuối cùng chống lại Chúa. Nó sẽ là một sự ghép đôi không xứng trong vũ trụ. Nhưng cuối cùng Satan không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con rồng bị ném khỏi thiên đàng. Trong cuốn sách hướng dẫn hoàn chỉnh của thằng ngốc để kết nối với thiên thần của bạn, tác giả đã mô tả trận chiến như một sự biểu tượng về cái thiện và điều ác. Theo đó, con rồng đại diện cho cái ác và không có thiên thần nào tốt hơn Archangel Michael. Sức mạnh của những sự tốt đẹp luôn luôn lớn hơn nhiều so với sự giận dữ, vì Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, tạo ra nguồn gốc của mọi điều tốt lành. Đó cũng là lý do mà dù trận chiến thiên thần và ác quỷ có căng thẳng quyết liệt đến đâu, đến cuối cùng chiến thắng sẽ luôn luôn đi đến những người đang đấu tranh vì những giá trị tốt đẹp. Hình tượng tổng lãnh thiên thần Mikael chiến thắng Satan trong câu chuyện trên là nguồn cảm hứng của rất nhiều tác phẩm hội họa. Bức thiên thần bắt trói quỷ Satan của họa sĩ Philip James de Lutherbourg là một ví dụ rõ nét nhất. Trong đó Mikael là tâm điểm với lớp vải màu hồng phấn quấn quanh áo giáp màu xám, mái tóc vàng của ông bồng bềnh, đôi cánh thiên thần dang rộng vô cùng oai hùng. Chân phải dẫm lên một tảng đá phía sau, trong khi chân trái đang đạp lên bụng Satan. Tay trái nắm lấy dây xích đang trói Satan. Còn tay phải của Mikael thì đang cầm chiếc chìa khóa mở cửa thiên đàng. Mikael dường như muốn ám chỉ rằng chìa khóa để con người có thể giải thoát khỏi ác quỷ nằm ở khả năng kiềm chế và áp chế cám dỗ. Trong khi đó, Satan được miêu tả trong tư thế bại trận khi cơ thể của con ác quỷ co lại dưới cái dẫm đạp của Mikael. Đầu Satan không có mắt mũi, hướng lên nhìn tổng lãnh thiên thần. Tay của hắn thì đang cố rằng rợi xích mà vị tổng lãnh thiên thần đang cuốn quanh cổ mình. Tay còn lại của Satan vẫn cố gắng nắm chặt lấy con rắn. Hai chân của Satan là đuôi của rắn, một bên chân đã chìm trong dung nham rực lửa. Sau khi thấy thống lĩnh bị hạ, các đại thiên thần và thiên thần theo phe nổi loạn cũng nhanh chóng mất đi ý chí. Kết quả những thiên thần sa ngã này là cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Hàng trăm triệu thiên thần rơi khỏi thiên đường trong suốt 9 ngày. Những kẻ phản loạn bị tước mất thần thể thánh khiết và rơi xuống địa ngục. Còn các thiên thần bàng quang trước cuộc chiến của thiện ác là những kẻ đau khổ nhất vì không được cả thiên đàng lẫn địa ngục chấp nhận, do đó không có chỗ quy túc cho sinh mệnh của mình. Khi cuộc chiến kết thúc, một giọng nói lớn vang lên: bây giờ đã đến sự cứu rỗi và quyền năng và vương quốc của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đấng Messiah, của các anh chị em của chúng tôi, những người buộc tội họ trước ngày và đêm của Thiên Chúa. Họ chiến thắng bởi máu của chiên con và bằng lời khai của họ. Họ không yêu cuộc sống của họ và quá nhiều để thu nhỏ từ cái chết. Từ địa ngục, quỷ Satan tiếp tục mối hận thù và đố kỵ của nó, lôi kéo con người chống đối lại với cứu thế chủ và các môn đồ của Ngài. Satan là kẻ khiến con người bại hoại, phải rời khỏi vườn địa đàng, sau đó tiếp tục dùng đủ mọi cách để dụ dỗ con người xuống dốc tại nhân gian. Mikael sau này vẫn thường tham gia vào các trận đánh tinh thần với thiên thần sa ngã được gọi là Satan trong suốt lịch sử thế giới. Kinh Thánh nói cuộc đấu tranh sẽ đến đỉnh điểm trong tương lai, ngay trước khi Chúa Giêsu Kitô trở về với trái đất. Mikael và các thiên thần mà ông giám sát sẽ đánh bại Satan và các thiên thần nổi loạn. Ông giám sát trong thời gian kết thúc của thế giới. Cách pre-order tập 2 của chuyện bí ẩn Ozone dễ nhất. Cách 1, pre-order qua quickscan.vn. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà chúng mình đã chia sẻ. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Quickscan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản Quickscan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt web có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó, bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail.
Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua truyện theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa điểm nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được tập 2 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Cách 2. Pre-order qua website taqua.vn. Đầu tiên hãy truy cập website taqua.vn theo đường dẫn mà chúng mình chia sẻ. Tại đây bạn có thể ấn vào logo góc phải màn hình để đăng ký tài khoản Taqua thông qua Facebook hoặc email. Bạn cũng hoàn toàn có thể đăng ký bằng những thông tin cá nhân của mình theo hướng dẫn tại đây nhé. Sau đó bạn hãy chọn ngay phần cửa hàng góc trên cùng để có thể truy cập vào hệ thống cửa hàng của Bí ẩn Ozone. Tại đây bạn có thể chọn mục truyện để order tập 1 của Bí ẩn Ozone. Và tất nhiên bạn cũng có thể pre-order ngay tập 2 của Bí ẩn Ozone tại đây bằng cách ấn vào cuốn truyện bạn muốn sở hữu. Bạn có thể lựa chọn số lượng mong muốn ngay tại đây, sau đó chọn mua ngay để có thể tiến hành thanh toán. Hãy điền những thông tin cá nhân của bản thân để có thể nhận được sản phẩm một cách nhanh nhất. Bạn có thể thanh toán qua hệ thống VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng nhé. Đặc biệt mọi người đừng quên, nếu pre-order tập 2 của bộ truyện Bí ẩn Ozone từ ngay bây giờ thì bạn sẽ nhận được tấm lịch World Cup 2022 độc quyền từ Taqua nhé. Chúc mọi người thành công!